Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay Hoàng Sơn nhận được một tin vui của một bác công trừ. Bác thì hết bệnh suy thận nhờ có mực, nên là bác muốn chia sẻ đến để cho bà con mình có thêm động lực nha. Tại vì khi mà bác có duyên xem được cái video của kênh Sức Khỏe 60 giây á, là ăn có mực để giúp trị suy thận, thì có nhiều bà con mình cũng có thể bán tín bán nghi. Nhưng mà khi mà bác sử dụng được có mực rồi và bác hết bệnh, nên bác muốn chia sẻ lại để cho cả nhà mình có thể thêm động lực ha. Để em đang liên lạc với bác, bác có gửi hai cái phiếu xét nghiệm. Đây là cái phiếu trước và sau, thì Hoàng Sơn sẽ gửi cái hình này cho bà con mình xem sao ha. Tức là độ lọc cầu thận của tháng 5, ngày 6 tháng 5 là dưới 60 ha. Thường thì phải trên 60, là chỉ có 48 thôi, cả nhà thấy không? Đó. Và chỉ số creatinine là 100, hơn 130 hả, và chú mình xem ha. Rồi còn cái phiếu sau khi xét nghiệm là ngày 1 tháng 7 là độ lọc cầu thận đã trên 61 và creatinine nó là chỉ 107 thôi, giảm xuống rất là tốt ha. Và bây giờ Hoàng Sơn gọi cho bác. Alo. Dạ con chào bác. Dạ bác hết bệnh sau 2 tháng, mừng quá bác ha. Hồi đó lúc đi khám là tháng 5. Dạ. Bắt đầu là về nửa tháng mới coi cái liếc gương của con. Dạ. Rồi bắt đầu là chú tìm công mực chưa có thì chú vô tìm thuốc thuốc đông y á, mua dạ. Mực khô. Dạ. Về sắc nước. Dạ. Sắc nước rồi mà lấy cái đậu đen á. Dạ. Đậu đen xanh lòng á. Dạ. Nắm bỏ vô uống. Khi bắt đầu chú đi ra về rẫy kiếm tiền thấy nó có mực tư. Dạ. Bắt đầu chú mới nhủ về. Dạ. Nhủ về làm cái như cái clip của con mới là lấy lá. Lấy lá là cái thân á, lấy lá thì hấp ăn. Dạ. Bảo bảo tôi lại vào thân thì đặt khúc khúc rồi nấu nước đi. Nấu nước rồi bỏ hai năm đầu đi rồi nữa. Dạ, bây giờ bác cho phép con ghi lại video này để cho chia sẻ động lực cho bà con ha. À thì ghi đấy. Dạ. À, bác nay nhiêu tuổi bác ha? 62 tuổi rồi. À dạ, vậy con gọi là chú ha. Dạ. Chú ở tỉnh nào? Chú ở tỉnh nào ạ? Phan Rang, Ninh Thuận á. Ninh Thuận, dạ. Dạ, nay là chú làm nông hay là chú nghỉ hưu vậy? Chú lớn rồi, nhà một cái rẫy. Làm rẫy. Chú cũng về hưu lâu rồi. Dạ. Vậy chú bị suy thận lâu chưa? Năm nào chú cũng đi kiểm tra sức khỏe mà năm quá còn ok lắm. Dạ. Năm quá là thận tốt lắm. Dạ. Mà bây giờ tháng 5 giờ là kiểm tra sức khỏe thì bắt đầu đổ ra là nào là suy thận nè, nào là mỡ máu, nào là cái gan. Dạ. Hàng loạt có cái phiếu xét nghiệm là chú gửi cho con đó. Dạ, lớn tuổi rồi đủ thứ bệnh ha. Dạ. Bác sĩ cho thuốc mỡ máu, gan gan và huyết áp thôi. Dạ. Cái thuốc giờ chú uống, còn hỏi thuốc thận thì bác sĩ cho cái loại mà cái loại thận của uống giật đó. Dạ. Một hộp 600 ngàn á. Dạ. Uống mua 4 hộp về uống gần hết 3 hộp rồi. Rồi bác sĩ có nói suy thận hết không bác? Ban đầu á khi khám á, nó có cách nào chữa hết không? Lên là mẹ bác sĩ không nói là bác sĩ khuyên là ăn lạc thôi. Dạ, khuyên mình ăn lạc. Ăn lạc thôi. Dạ. Về thôi rồi cho thuốc về thôi. Dạ. Rồi bác mới lên mạng coi là những thứ gì là mình lên mạng mình coi là thẩm những thứ gì kiên cử rồi mình tìm hiểu thôi. Dạ, tìm hiểu để mình tự chữa cho mình ha. Từ chữa mình rồi. Dạ. Tìm hiểu là những thứ nào cử, những thứ nào ăn được, rồi những cái cây, những cái loại nào nhiều kali thì mình cũng tính tốt mình giảm bớt. Dạ, vậy chú chia sẻ cái chế độ ăn uống của mình sau khi mà bị suy thận, mình ăn uống làm sao chú ha? Dạ, ăn cá thôi. Ăn cá. Giảm bớt thịt đỏ. Giảm bớt thịt đỏ. Hầu như là thịt đỏ không có ăn bao nhiêu đâu, từ khi mà phát hiện hai tháng là không ăn thịt đỏ bao nhiêu á. Dạ. Ăn một hai miếng thôi. Rồi dạ, giảm bớt mặn phải không? Giảm bớt mặn bớt ngọt. Giảm mặn. Ăn nhiều rau vô. Ăn nhiều rau. Thì ăn lấy con mực á hấp lên hấp vô với cơm á. Dạ.
Cái thanh thì nấu nước uống. Tức là cái non thì hấp ăn, còn cái già thì nấu nước uống. Dạ. Nó uống một nó cơm hai nắm đậu xanh đen làm á. Thêm hai nắm đậu xanh đen. Đậu xanh đen làm á. Dạ. Để uống uống có tháng rưỡi á. Dạ, tháng rưỡi. Hồi sáng này xuống xét nghiệm nè, thì bắt đầu mới thấy kết quả là mình thấy là creatinine nó xuống 107 sao là ok rồi. Dạ, của chú ban đầu là tới 130 mấy, dạ còn xuống còn 107. Dạ. 131 Dạ. mà cái đồ lọc cầu thận mà nó gọi là DEEP-A Dạ. thì DEEP-A xuống còn 48 thôi, Để lâu cầu thận nó hơi thấp phải không? 48. Dạ. 48 thôi, mà người ta quy định là từ 60 trở lên là Dạ. gọi là người bình thường, 60 trở lên, Dạ. còn nếu người trẻ thì phải 90 trở lên. Dạ. Giờ nó quay lại được trên 60 rồi phải không? Nó quay được trên 61 rồi. Này nó quay lại từ 61 Dạ. thì mà bác sĩ á, à sẽ bác sĩ nói là mình chia sẻ bác sĩ như vậy thì bác nói bà hỏi thăm tên gì, Dạ. nói là con mực. Bác ở đây bác khám nha, mà lỡ có ai có bệnh thì bác chỉ là con mực có tôi ăn con mực không đó, là cái bạn gì bà ok mà. Dạ. Mà tôi bây giờ bác sĩ nói là về tiếp tục ăn nữa cho cái chỉ ba cho nó lên hơn nữa Dạ, cho tăng độ lọc cầu thận lên. Dạ. ăn đủ nó có thẳng Giảm cái creatinine xuống. như thế thì nó 107 thì nó nằm ở mức là ok rồi. Dạ. Chỉ số là trăm mà mình là 107 đó. Dạ, tại vì á, bà con có hỏi là có ăn đậu ô ten xanh lòng nó hiệu quả không thì Hoàng Sơn chia sẻ thêm ha. Tức là đậu đen xanh lòng bình thường mình thiếu dinh dưỡng á, nó bổ sung năng lượng rất là tốt. Tại vì cái quả mực là nó tính hàn, còn cái đậu đen xanh lòng là nó tính ấm, nó bù lại. Dạ. Đó cũng là tốt cho Dạ thận, rất là tốt, hai cái nó rất là tốt. cái phối hợp Dạ. Lúc mà mình xem có mực trị suy thận hết, chú có tin không? thì bây giờ là thuốc tây nó không có phép rồi thì mình ngã qua thuốc nam thì phước chỗ mấy thầy thôi. Dạ. Rồi mình coi mấy mà coi mấy clip mà người ta chia sẻ về mạng của Sơn đó, Dạ. thì bây giờ mà tiếp tục mình đi tìm việc ăn thôi, nó mất tiền đâu mà Dạ. dễ ăn thôi. Dạ nó không Nó tốn dễ ăn tiền. Dạ. cái thân của nó thì mình đừng có bỏ nhiều, Dạ. mình bỏ vừa uống thôi, Dạ. nó là uống năm mới đắng, Dạ. mình bỏ đậm đặc và đắng không uống À, vừa thôi là mình làm vừa vừa thì giống như uống nước bình thường thôi. Dạ, đắng quá. ngày luôn, uống từ sáng tới tối luôn, uống từ Đắng. tối sáng là bắt đầu sáng mai dư đổ rồi mai mang nấu khác. Dạ. Rồi đi khám rồi ra kết quả tốt rồi, chú bất ngờ dữ không? Cũng vui chứ. À. Thì khi mình ăn á, khi mình ăn nó có hành mình không? Nó có hành mình rối loạn tiêu hóa không? Thao nó bình thường à? Dạ. Sao tôi thấy bình thường chứ tôi thấy ai thấy khá là thấy bình thường cái gì vậy? Tại vì thường phụ nữ thì hay ăn bị rối loạn tiêu hóa do bao tử yếu. À, còn ăn ăn đồ lạ vô, còn thường con thấy đàn ông thì ăn không bị. Giờ Sơn chia sẻ lên mạng á, Dạ. coi clip qua là 2.000 lên, hai ly hai không có cái nào trong máu hết, còn cũ không à. Dạ. Tại vì con đăng nhiều quá thì dạ con đăng nhiều quá thì nội dung nó bị trùng lặp á, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đăng để cho bà con mình có thêm động lực xíu. Với lại á, khi mà mỗi người ăn có thể ăn một cách khác nhau, giống như chú là ăn thêm đậu đen để nó tăng tính ấm. À, và cái cách của mình là có tập thể dục hay là để mình thêm những cái gì nữa không chú ha? Sáng này tắm biển, Tắm biển buổi sáng này sáng. tắm Dạ. bốt Đi bộ. rồi rồi tập rồi tập nhiệt mấy mắt ra mà tập tốt là thằng á, mấy việc làm là tập thằng á, tập Dạ. nhiệt rồi đó, Massage, máy tốt là massage. cái vừa đủ ăn đó. Dạ. Cũng như mình là có nghĩa là mình cái nào tốt là thằng là mình làm Dạ. á. Chú có bị huyết áp không? Có Bị huyết áp cao phải không? bị là bị tim mạch á, rồi Dạ. nói chung là bị tim cột cơ á, là ngày nào uống thuốc. Dạ. Tại vì á, cái cỏ mực này là nó tính hàn, tính lạnh, nên là những người bị cao huyết áp uống rất là tốt. Còn những người huyết áp thấp á, khi uống là mình phải đo thêm, để nhiều khi huyết áp nó thấp quá thì không có tốt. À, mình huyết áp cao thì uống nó tốt lắm. Với đáp chú thì không có bà giữ, không bao giờ lên cao, đáp Dạ. cứ nằm tầm 300, 200
về quá tốt rồi, dạ lớn tuổi này mà 1230 quá tốt rồi, dạ. Ngày nào cũng hết, không trời lên nếu mà lên lên cao rồi mà được có tầm. Dạ, nếu vậy ngày chú ăn bao nhiêu cử, ăn nhiều không? Cứ trưa một bát rồi bát ăn nhỏ thôi, chú hay bát bữa rồi nha. Bát ăn nhỏ thì bỏ cái lá tư á nó vuông lên. Dạ. Thì nó sợ xuống còn đứa bát rồi chưa? À, bỏ một bát một tô nhỏ nhỏ, à, khi mà nó chín thì nó xẹp xuống còn nửa tô, dạ. Dạ, ăn cơm ăn với cá, dạ. Ăn với cá dễ ăn á. Dạ. còn ăn nhiều thì lấy bánh tráng cuốn. Cuốn rau cơm vô. À, cuốn rau với bánh tráng ha. Dạ. À, bỏ vô cuốn vô cà thái là cà dễ ăn thôi chứ dễ. Dạ. Nói chung là cái nghiệm cũng bận. Dạ. Mà vẫn tiếp tục uống nữa. Dạ, bác cũng chú cứ tiếp tục thêm một thời gian nữa đi. Khi nào mà nó hết hẳn rồi á mình hẳn nghỉ, còn nếu mà mình có thể ăn được như rau muống bình thường cứ ăn thêm. Từ trong cái rau muống nó cũng trong cái giống kali cao á, nhớ cái đồng. À, con ý con nói ví dụ á, ví dụ là ăn cỏ mực nó giống như ăn rau vậy đó, nên là mình nếu ăn được thì cứ ăn thêm. Dạ. Nói chung là xuống ở gần mấy ăn vườn đô đó, người ta kiếm gì ta cho. Dạ. Cứ kiếm năm một bó gì vậy, giờ ta cho mình về mình lặt mình uống. Dạ. Khi mình tự đi kiếm. Dạ rồi, vậy hôm nay mừng quá, bác chú chia sẻ thêm là ăn cỏ mực thêm với đậu đen ha. Thêm hai nắm đậu đen xanh lòng nữa là. Hai nắm đậu đen. Dạ là nấu chín ha. Mình nấu như uống nước trà ngày vậy. Dạ. Cứ chứ của mình tí. À, bỏ đậu đen hai nắm đậu đen vô rồi mua bình thủy là nấu nước uống. Chứ bình thủy cho nó giữ ấm lại á, là còn uống nè, ăn uống. Xong hàng ngày khác đậu đen khác là chế đậu uống à. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. À, hôm nay cảm ơn chú đã chia sẻ động lực thêm với bà con. Tại vì video con đăng cũng rất là nhiều, trên đó cũng vài chục cái video nhiều người hết bệnh vậy đó. Thì có những cái cách ăn thì giống nhau nên là con cũng không đăng nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng bác chú có hết hoặc là những người khác có hết cứ chia sẻ thêm để coi mỗi người có cái cách ăn như thế nào á, chia sẻ với bà con ha. À, con cảm ơn chú nhiều, chú khỏe. Dạ, cảm ơn thôi nha. Dạ. Có lần có gặp lại nha. Dạ. Rồi, có kết quả tốt cứ báo con hay, bye chú. Có dịp nào đi Phan Rang nghĩ là chơi nha. À, đi Phan Rang hả? Dạ. Rồi, dạ chú. Rồi, con cảm ơn chú. Rồi, con cả nhà mình bye bye chú luôn ha. À, chú Công Trừ ở Phan Rang thì cái cách ăn cũng như những video khác Hoàng Sơn chia sẻ ha, tức là cỏ mực non á thì mình sẽ hấp chín mình ăn, như chú là một tô nhỏ nhỏ, khi hấp chín thì nó sẽ hấp hoặc luộc ha, xuống nó còn nửa tô. Còn cái già đó thì mình sẽ nấu nước uống, như chú nói là bỏ ít thôi để cho nó dễ uống, chứ bỏ nhiều nó đắng thì khó uống ha. Còn có gì chú ý, tức là mình giảm đồ mặn xuống, giảm đồ ngọt xuống, giảm thịt đỏ, rồi mình ăn cỏ mực nè, ăn hàng ngày. Còn nếu mà mình có thêm đậu đen xanh lòng, tại vì cái cỏ mực á thì nó có tính hàn, tính lạnh ha. Còn cái đậu đen xanh lòng thì nó có tính ấm, mà hai cái bù cho nhau rất là tốt. Đối với những người bệnh á thì cả nhà biết là đậu đen xanh lòng mình có thể ăn để nó bổ sung cái năng lượng cho cơ thể. Đó, nên nếu mà cả nhà mình có thể kết hợp thêm cũng rất là tốt ha. Còn cái cách ăn thì như Hoàng Sơn nói rồi, mình ăn rất là nhiều, nó cũng không ảnh hưởng đến cái sức khỏe mình. Tại vì cái cỏ mực á, nó không có độc tính ha. Mình ăn gấp 10 lần so với sức ăn người bình thường cũng không bị trúng độc luôn. Nhưng mà cả nhà mình nhớ chú ý là tập ăn lần lần nha. Thường á, thì sáng một chén, chiều một chén, thấy rất là nhiều cô chú ăn từ đó là hết bệnh. Đương nhiên là suy thận nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ có thể viêm thận nè, viêm cầu thận. Đó, hoặc là một số cái bệnh khác về thận thì cả nhà mình có thể đi khám bác sĩ tây y. Còn giống như thận mình bị giảm chức năng, bị suy yếu thì ăn cỏ mực nó phục hồi thận rất là tốt ha. Đó, thì cả nhà mình thấy cỏ mực không tốn tiền gì hết, mình cứ thử nha. Cô chú hỏi là những giai đoạn nặng hơn thì sao? Tại vì những giai đoạn đầu như
giai đoạn 1, 2, 3 thì người ta ăn tầm khoảng 1 đến 3 tháng thấy có kết quả rất là tốt và thường hết bệnh luôn á. Còn những giai đoạn nặng hơn thì nếu có kết quả nó sẽ lâu hơn, có thể là 6 tháng, 5. Nhưng mà nếu mà bị nặng thì cả nhà cứ dùng thử đi, nó cũng không ảnh hưởng gì ha, cũng không tốn tiền. Đó, chỉ có Hoàng Sơn dặn chú ý là nó có tính hàn, tính lạnh. Đối với những người huyết áp thấp thì mình khi ăn thì mình nhớ kiểm tra huyết áp thường xuyên nha, để mình theo dõi cho chính xác. Rồi, có gì thắc mắc thì bà con mình có thể xem thêm những video khác trên kênh Sức Khỏe 60 Giây của nhiều cô chú khác đã hết bệnh chia sẻ nha. Rồi, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video sau ha.